các bạn. Hiện tại thì tôi đang ở Daegu, Hàn Quốc, trong cái festival lớn, rất là lớn của châu Á. Và vài tiếng nữa thôi thì tôi sẽ có một cái concert của riêng mình, chơi trong vòng 60 phút những cái tác phẩm của Tây Ban Nha, Nam Mỹ và Việt Nam. Lúc này thì tôi có những cái cảm xúc rất là đan xen. Và cái buổi hôm nay thì tôi sẽ chơi bài đầu tiên là bài Playlist số 5 của Villa-Lobos. Bài này có tên là Playlist số 5, tức là một khúc dạo đầu. Tuy nhiên là có một cái tên riêng là Hồi Hương, tức là một cái cảm xúc nhớ về quê hương. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ chơi cái bài này và nói về những cái cảm xúc của nó. Đây là một cái bản nhạc mà tôi rất là thích, khi mà nó có những cái rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc, những cái hình ảnh rất đẹp về được mô tả bằng âm thanh. Rồi thì tôi đã chơi toàn bộ cái bài này, có một số những cái lỗi nhỏ thì mong các bạn bỏ qua. Cái đoạn đầu tiên của bài thì các bạn thấy là một cái âm thanh nó trải rộng ra, rất là đẹp, rất là có một
cái gì đấy mơ mộng và rất là thoáng đãng, giống như là một cái hình ảnh. Đấy là theo cảm nhận của tôi thôi, chơi nhạc thì cứ mỗi người một cảm nhận. Đấy là giống như một cái hình ảnh của quê hương rất là đẹp, là trong lành, là tinh khiết. Đẹp như một giấc mơ. Đến cái đoạn thứ hai thì bắt đầu giai điệu nó chuyển sang bài trầm, mà cái tiếng như là tiếng cello ấy, bởi vì là Villa-Lobos là một nghệ sĩ người Brazil và ông viết đàn cho violon, à, cho cello. Sau này khi mà hưởng ứng cái lời kêu gọi của Segovia ấy, thì là Villa-Lobos đã viết những cái bản nhạc rất là nổi tiếng để tặng cho Segovia, trong đó có tập 12 etudes cho guitar và 5 brelit cho guitar. Thì cái đoạn 2 này nó có cái tiếng mô phỏng giống như là đàn cello, rất là buồn, rất là da diết, day dứt. Đến đoạn thứ ba thì nó như một cái sự bùng nổ, nó đầy những cái cảm xúc, nó gần như là hỗn loạn, rất là hỗn độn, và có một cái gì đấy nó sáo sáo động trong lòng, trong tâm hồn. Dùng một từ sáo động thì tốt hơn. Đây mới bình ổn về la trường, và sau đó thì lại tái hiện lại cái hình ảnh rất là đẹp, rất là thơ mộng. Và nhạc của Villa-Lobos thì có một cái đặc điểm là luôn luôn nhiều màu sắc, rất là nhiều cái màu sắc rực rỡ khác nhau, buồn và vui, rất là luôn luôn lẫn lộn hỗn độn ở trong, luôn luôn đan xen ở trong những cái hợp âm, những trong cái giai điệu của ông. Và tôi chỉ có một chút cảm xúc như thế và chia sẻ với mọi người. Đấy, hôm nay tôi chơi trên cây đàn Adalid Kataran mà tôi cầm đến Hàn Quốc. Và xin tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có những ngày cuối tuần vui.